Là tốc độ 90. Giữ nhanh đều giống như nãy là được ha. 1 và 2 và 3 và 4. 2 và 2 và 3 và 4. Ok, tốt. Ok, very good. Đây là cảm nhiệt tốt hơn hẳn luôn ạ. Đây là tốc độ 90. Ok, em qua được 90 rồi. Rồi con có thể sắp xếp lại trống một chút. Nãy là chuyển tại vì nay nó gần quá cho nên là con đánh con hay bị dính vô đúng không? Dạ đúng. Kéo qua một chút. Rồi. Giờ lên 95 rồi con. Dạ. Nay lên được khoảng 100, 100 mấy là đánh disco rồi. 95. 95. Nó sẽ nhanh hơn một chút, con nghe trước một lần, đừng đánh theo. Con chỉ gõ hủ tiếu thôi. À, gõ hủ tiếu hết nguyên bài luôn. Con đánh theo nha. Gõ sao cho nó đều thứ tên cuối là được rồi. Nhớ đếm nha, gõ và đếm thôi, đừng đánh nha. 1 và 2 và 3 và 4 và 2 và 2 và 3 và 4. Cảm nhận được nó nhanh hơn một chút chưa? Dạ rồi. Rồi giờ đánh luôn nè ha. Nhớ đếm nha, đếm đều nha. Rồi bây giờ nếu mà con mệt bây giờ tốc độ nó nhanh hơn bình thường rồi thì có thể là con không có chỗ lấy hơi thì con sẽ lấy hơi không kịp cho nên con đếm sẽ bị khựng. Thì con sẽ đếm như thế này ha. Con có thể bỏ cái phách và cuối cùng. Đếm á, đếm bỏ vào cuối cùng để lấy hơi ha. Nhưng mà đánh thì vẫn mới đủ nha. Thì ví dụ một lần nè. 1 và 2 và 3 và 4. 2 và 2 và 3 và 4. 1 và 2 và 3 và 4. 2 và 2 và 3 và 4. 3 và 2 và 3 và 4. 4 và 2 và 3 và 4. Được không? Như vậy con mới có chỗ để con lấy hơi. Cái miệng á, lấy hơi. Mình sẽ không có bị hết hơi ha. Nhưng mà đánh như phải đủ nha. Rồi thử một lần coi được không? 1 và 2 và 3 và 4. 2 và 2 và 3 và 4. 4. 2 và 2 và 3 và 4. Gõ cái nữa rồi mới vô. Tại vì con không đếm cái và nhưng mà con vẫn phải đánh cái và, hiểu không? Để con lấy hơi thôi. Rồi. 1 và 2 và 3 và 4. 2 và 2 và 3 và 4. Có cái và nữa. Vẫn phải đánh cái và đó. Con thiếu cái và. Con không đếm nhưng mà con phải đánh. 3 và 4 gõ thêm cái nữa. Rồi thử một lần coi, thử một lần coi. Thử chuyển sang hai hết. Thôi dư rồi, dư rồi. Để đếm lại đi con. Như vậy nè. 1 và 2 và 3 và 4 gõ. 2 và 2 và 3 và 4 gõ xong rồi chuyển. Được không? Rồi lại thử. 2 và lại 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 lại. 1 và 2 và 3 và 4. Thêm một cái nữa. Và là cái gõ đó. Cái gõ con phải đếm rồi lại đi con. 1 và 2 và 3 và 4. Gõ một cái nữa, gõ một cái nữa xong mới chuyển. Ừ. Cái gõ đó chính là và cuối cùng á. À.